làm ra giữa tôi mình ngủ được không? Không ngủ được vì cái tiếng, vì cái âm thanh đó. Nó kỳ lạ vậy. Thì như vậy tại sao ban ngày mình không nghe? Là bởi vì xung quanh mình nó quá nhiều cái tiếng ồn. Nào là tiếng gà mái, nào là tiếng xe ở trước, nào là tiếng xung quanh. Cho nên mình không nghe được cái tiếng quạt máy. Cái bạn đêm mình nằm gần cái quạt máy nó cứ xèo xèo hoài là mình nghe cái tiếng động nó quá lớn, ngủ không được. Vậy khi mà một người tu mà ở trong rừng sâu, quý vị cứ tưởng đừng tin rằng cái người này đạt đạo một cách dễ dàng. Khi ở trong rừng sâu thì cảnh nó tịnh, nhưng mà nếu như tâm mình chưa tịnh thì nó sinh ra rất là nhiều cái tư tưởng bậy bạ, nó sinh ra nhiều cái tư tưởng kỳ cục lắm. Hay là nhiều vấn đề mà cùng tôi chung với chúng tôi kể nghe, quý vị biết đó, không nhập pháp thì thôi, mà mỗi lần vô nhập pháp đó, thì lại bị mất ngủ, nó kỳ cục không? Đó là lạ luôn. Không nhập pháp thì thôi, vô nhập pháp thì bị ma đè, lạ luôn như vậy. Bình thường tôi thì không bị ma đè, không bị mất ngủ, mà cho ở yên mình đó tự nhiên bị mất ngủ, tự nhiên bị ma đè, kỳ lạ như vậy. Rồi cái gì ấy, hồi đó có một cái chương tô ở Diên Chiếu và thượng kể câu chuyện thế này. Nơi tô này đang nhập pháp, đang ngồi thiền thanh tịnh vậy, cái bỗng dưng nghe ở trên cái bàn tay mình nó lạnh lạnh kỳ quá. Thì mình đang ngồi thiền thôi, kể cái gì kỳ, kệ bà, không có quan trọng đến rồi. Nhưng mà cái gì biết sao mà nghe cái tay mình nó nặng nặng kỳ cục quá. Thì bây giờ cô này mới mở mắt ra nhìn liếc xuống cái con, thì thấy cái con rắn nó đang trợn mắt le lưỡi, nằm phát tay, nằm ở trên cái tay. Chết dở không? Bây giờ cái gì biết đó, không dám cục kịch nước tiếp gì hết. Mà đến lúc đã tiến quá rồi, bắt buộc phải xả thiền. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ lỡ mà động tĩnh đi thì con rắn nó mổ cái chết. Bây giờ biết con này quá hoảng hốt, quá sợ, xỉu luôn. Và từ đó trở về sau, nghe nói cái gì nhập pháp rất là sợ, ám ảnh, rồi đi đâu cũng thấy rắn, cho đến lúc nằm mơ cũng thấy rắn đó. Nằm mơ thấy rắn cũng làm quát quát gì đó. Đó là cái tư tưởng nó sinh ra. Quý vị thấy lúc mà ở trong cái cảnh kia thì nó sinh ra những cái tư tưởng như vậy đó. Cho nên quý vị biết bà thượng cảnh tỉnh chúng tôi rất là nhiều. Cảnh tỉnh mà những người mà vô trong rừng, trong núi á, cảnh tỉnh cái gì nó ghê gớm lắm. Thấy cảnh nó yên tĩnh như vậy đó, nhưng mà chưa chắc mà tôi được đâu. Mà thượng nói là tôi có thầy, có quân tệ, có pháp môn, có một cái đạo tràng rõ ràng như thế này, mà mình tu hành không được là vô trong rừng cái gì thấy. Nghe tiếng chim kêu giữa núi, rồi kỹ tưởng rồi nào là cọp theo một số mũi màu có mắt, rồi mang quái có giác được được trùng trùng những cái chướng ngại, những cái khó khăn nó xảy ra cuối cùng tôn được. Và bây giờ chúng tôi sẽ liên hệ đến cái câu chuyện cực tình sắp động cho quý vị nghe. Cách đây đã lâu, không biết có một người nào đó tặng cho chúng tôi cái quyển sách có cái tựa gọi là cực tình sắp động. Thì nghe cái tựa của cái quyển sách thì rất là hấp dẫn, cho nên chúng tôi đọc liền. Đọc chỉ trong khoảng chừng 20-30 phút là xong, bởi vì cái quyển sách nó rất là mỏng. Thì khi mà đọc cái quyển sách này rồi thì thật là thương cho nhà sư Trân Dung. Bây giờ chúng tôi kể câu chuyện nhà sư Trân Dung cho quý vị nghe. Thì cách nay trên 30 năm, ở tại Quảng Ngãi có một nhà sư tu hành nghiêm mật lắm. Quý vị biết không, ta nghĩ rằng bây giờ mình ở trong đại chúng á, thì mình phải làm công việc này, làm công việc kia, mình phải sinh hoạt cùng với đại chúng. Tới giờ ăn mình phải lên trên đường mình ăn, tới giờ đi tụng kinh mình phải đi tụng kinh với chúng, tới giờ ngồi thiền mình phải ngồi thiền với chúng. Tất cả mọi thời pháp bị lệ thuộc. Ông ta nghĩ rằng bây giờ mình phải có một cái con khách im để mình tu theo cái ý tưởng của mình. Cho nên ông quyết định ông xin hòa thượng trụ trì cắt một cái con khách ở mé rừng xa xa đại chúng để ông ta gặp các chúng tôi. Vì cái yêu cầu nhập khách tu hành cho nên hòa thượng cũng rất là quan hệ. Cách một cái ngôi khách lá lên sơn ở bên rừng cho ông ta ở. Mà quý vị biết ông ta tu là cái hành rất là đặc biệt. Một ngày ăn một bữa trưa đúng giờ vào. Buổi sáng buổi chiều chỉ uống nước lạ mà thôi. Có thể nói rằng là khó làm chứ phải dễ không? Quý vị biết thì ông ta nhập khách một thời gian.
cứ những một người nào đi ngang qua cái con khách của ông ta đều có cái cảm giác là rùng mình do cái hành lực của ông ta. Thì ông này ông không phải tu thiền mà ông trì kinh Pháp Hoa. Một ngày ông trì kinh Pháp Hoa 6 thời. Bởi vì quý vị thấy cái quyển kinh Pháp Hoa nó nhiều cỡ nào, mình tụng 1 giờ 2 giờ nó không hết được, quyết định trong một ngày phải tụng hết cái bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên ông chia ra 6 thời sáng trưa chiều tối kia gì đó và tụng hết. Vì vậy cái công phu tu hành trì kinh Pháp Hoa của ông ta mà khiến cho bất cứ người nào đi ngang qua khách cũng có cái cảm giác rùng mình, ngay cả ông sư phụ của ông đi đến khách để thăm ông cũng có cái trạng thái rùng mình trong khi này. Có thể nói đây là công phu của ông ta rất là khác. Rồi quý vị biết sau một thời gian ông ta quyết định không ăn cơm buổi trưa luôn, chỉ ăn rau luộc mà thôi. Khi ông ta đưa ra cái ý kiến này thì ở trong chùa có nhiều người bất bình, cảm nói không thể làm được như vậy. Con người chúng ta cần phải có ăn có sống được. Bây giờ ăn rau không làm sao sống được. Vì mà ông quyết định ông chỉ ăn rau. Tuy nhiên như thế ông ta không bệnh quản gì cả, không đau yếu gì cả mà mạnh, rất là khỏe mạnh. Một hôm ở dưới nhà bếp thấy ba bốn vấn đề cùng khiêng một cái cối xay mà khiêng không đổ. Ông ta ở phía xa ông thấy, ông ta bước ra một mình ông bê cái cối xay lên giá trị vẽ ra. Mà từ cái chuyện đó người ta nói ông sư chân chung tu hành đắc đạo. Thì ba bốn người khi cái khó xa khi bỏ nổi, bây giờ có mở đạo không ăn rau mà đi không dám một cái khó gì vậy. Kiểu gì thấy ông này ta nó khác thường rồi à, tụng kinh người ta cảm thấy đi ngang qua cái ách thì rùng mình. Ăn rau người ta dám có không nổi không dám gì cả ra à. Thì từ đó cái gì biết cái cái ngôi thạch đang yên tĩnh như vậy bỗng dưng trở nên náo nhiệt, người này đến hỏi thăm, người kia đến chúc tụng, người này đến cầu pháp à, suốt ngày cứ tiếp khách nhau à. Mình muốn vô đây mà yên tu à, muốn vô cái con khách này yên tu và bây giờ ta đồn mình đắc đạo khổ không, đồn mình đắc đạo bây giờ ta đến học pháp cầu pháp tuần tuân ta đó. Đó bây giờ đây thế không suy nghĩ không được. Bây giờ mình ở cái khách này mà cứ bị quấy rầy hoài thì làm sao yên tĩnh à, cho ông trên hoàng thượng bây giờ ông lên trên núi nó là được quan thủy chấp nhận cho con một yêu cầu. Bây giờ con lên trên hang động con tu. Thì ban đầu á ông sư phụ của ổng khuyên rất là nhiều và can ngăn cản ổng không cho ổng tu, là nói rằng không thể nào ở trên núi một mình không dám gì vậy đó. Có rất là nhiều cái chướng ngại chứ không phải là đơn giản. Bây giờ con ở cái con khách này á, dù sao nó cũng ở trong cái khuôn viên nhà chùa à, tuy nó là thanh tịnh nhưng mà nó ở trong khuôn viên nhà chùa. Còn bây giờ ông lên trên núi, cái núi mà ông ở là núi Trà Hồng, nghe nói là ở giữa khoảng hai dải núi Trường Sinh. Thì cái nơi đó là cái nơi cư ngụ của Hùng Beo Phật Sống à, cái nơi đó là những cái nơi húng dữ nó ở, không ai dám đến cái chỗ đó hết. Như vậy mà sư chân vô giáo cả gan lên trên cái hang động đó để tu. Thì vậy ban đầu thì có rất là nhiều người cản, nhưng mà cuối cùng rồi không cản được cái ý chí của nhà sư chân luôn. Ông ta khăn gói lên trên cái hang động đó để tu. Mà có một điều rất kỳ lạ, khi mà ông ta lên cái hang động đó rồi thì quý vị biết tất cả những thú dữ đều rất vui à, nhiều chỗ lại cho sư chân vô ở gặp khách tu hành. Nó là luôn như vậy, ông ta không cần bất cứ một người nào ủng hộ ông ta. Bởi vì ông ta chỉ ăn rau luộc thôi, không có tốn kém, không có bị phiền, không có nấu nước, không cần phải đi chợ gì cả. Cuộc sống ông ta rất đơn giản như vậy à. Rồi quý vị biết, có một lần nọ, những người dân đi lên rừng đốn củi, gặp những cái con trọt sói, nó gầm gừ, nó hành hung. Thì sư chân không biết được, xin thưa ông chị cần quở nhẹ một tiếng thì mấy con cọp nó đều rút lui hết